Kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa họp bàn lần thứ nhất về phương án điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu vùng năm 2019. Theo đó, đại diện cho giới sử dụng lao động là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI kiến nghị không tăng, trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại đại diện cho người lao động đề xuất lương tối thiểu vùng sẽ tăng ở mức 8%, cao hơn mức tăng năm 2018 là 6,5%. Vậy mức đề xuất nào là phù hợp, vừa nâng cao đời sống của người lao động cũng như đảm bảo sức cạnh tranh của doanh nghiệp? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này với chủ đề Tăng lương tối thiểu vùng 2019, bao nhiêu là phù hợp? Trước tiên, mời quý vị cùng nhìn lại sau hơn 10 năm, mức lương tối thiểu vùng đã thay đổi như thế nào? Năm 1997, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang lên 144.000 đồng một tháng. Năm 2000, mức lương này được điều chỉnh tăng lên mức 180.000 đồng một tháng, tăng 25%. Năm 2001, mức lương này ở mức 210.000 đồng một tháng, tăng 16,7%. Năm 2003, đánh dấu bước nhảy vọt của lương cơ bản khi tăng tới 38%, lên đến 290.000 đồng. Năm 2005, mức lương tối thiểu được điều chỉnh lên mức 350.000 đồng một tháng, tăng 20,7%. Năm 2006 là 450.000 đồng một tháng, tăng 28,6%. Từ năm 2008 đến năm 2013, chứng kiến sự thay đổi tới 6 lần qua 6 năm của mức lương tối thiểu chung. Từ năm 2014, mức lương tối thiểu được áp dụng theo 4 vùng, lần lượt từ vùng 1 đến vùng 4 là 2,7 triệu đồng một tháng, 2,4 triệu đồng một tháng, 2,1 triệu đồng một tháng và 1,9 triệu đồng một tháng, tăng 35%. Năm 2015, lương tối thiểu theo vùng tăng 15%. Năm 2016, lương tối thiểu theo vùng tăng 12,4%. Năm 2017, lương tối thiểu theo vùng tăng 7,3%. Năm 2018, mức tăng lương tối thiểu vùng là 6,5%. Từ khi Hội đồng Tiền lương Quốc gia được thành lập, mức tăng hàng năm do ba bên đại diện chủ sử dụng, đại diện người lao động và cơ quan quản lý nhà nước sẽ cùng thương lượng và thống nhất. Năm nay, tại phiên họp đầu tiên về phương án tiền lương tối thiểu vùng 2019, đại diện chủ sử dụng lao động và người lao động đã bất đồng quan điểm bởi các mức tăng lương đưa ra chênh lệch quá lớn. Đầu tuần vừa qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã họp phiên đầu tiên để thương lượng thống nhất đưa ra mức lương tối thiểu vùng năm 2019. Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra phương án tăng 8%, tăng từ 220.000 đồng đến 330.000 đồng một tháng. Lý giải căn cứ để đưa ra mức đề xuất tăng lương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều thuận lợi. GDP tăng trưởng 7,08%, cao nhất trong 7 năm qua. CPI tăng 4%, năng suất lao động tăng trên 5%. Một là cái chỉ số bù đắp chỉ số giá cả CPI đấy. Thứ hai là mức năng suất lao động mà người lao động đạt được thông qua cái mức tăng trưởng của nền kinh tế. Thứ ba nữa là mức thiếu hụt của tiền lương so với nhu cầu sống tối thiểu. Ba cái cộng vào với nhau thì ra mức đề xuất tiền lương tối thiểu năm tới. Ngoài ra, theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đa số người lao động cho biết thu nhập cơ bản chỉ đủ trang trải, đời sống gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, trong các nội dung trao đổi, người lao động bức xúc là lương thấp, không có các khoản phụ cấp 25,7%. Trong đó, tỷ lệ bức xúc cao nhất là ở vùng 3, chiếm 31%. Tiếp đó là trả lương không đúng với sức lao động bỏ ra, 7%. Người lao động còn bức xúc ở các nội dung khác như làm thêm giờ, tăng ca nhiều, định mức lao động, mức khoán cao, trả lương không công khai, minh bạch, không điều chỉnh lương định kỳ. Đó là số lượng những người ở trong các doanh nghiệp mà chúng tôi khảo sát đấy, sau khi chi tiêu rồi mà họ vẫn còn dư giả, chúng tôi gọi là có tích lũy đấy, thì số này chỉ chiếm khoảng 16-17% thôi. Còn lại là chỉ vừa xấp xỉ chi tiêu, có nghĩa là chúng ta chi tiêu hết 5 triệu thì người ta chỉ thu nhập có khoảng 5 triệu thôi. Đấy, ví dụ thế. Và cái thứ ba nữa là một loại nữa, chiếm khoảng 17-18%, thì khỏa thì người ta thiếu trong chi tiêu. Có nghĩa là chi tiêu hết 5 triệu, người ta chỉ có 3 triệu thôi. Đấy, cái con số. Mặc dù đã cải thiện rồi, cải thiện có nghĩa rằng là cái số thiếu chi tiêu thì ít đi,
cái số dư giả tăng lên, nhưng mà về cơ bản người lao động Việt Nam vẫn đang trong cái tình trạng khó khăn. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định mức tăng 8% là hoàn toàn có cơ sở. Ngược với quan điểm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cơ quan Bảo vệ Người Lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đại diện giới chủ sử dụng lao động, lại cho rằng không nên tăng lương tối thiểu vùng nhằm bồi dưỡng sức doanh nghiệp, dồn sức để đào tạo và nâng cao tay nghề của người lao động trong doanh nghiệp. Với đề xuất này, mức lương tối thiểu vùng giữ nguyên như năm 2018. Trong thời gian tới là chúng ta tham gia và sắp sửa tham gia những cái hiệp định thương mại tự do, rồi thì tham gia cái môi trường cạnh tranh quyết liệt và cái nền kinh tế của chúng ta có độ mở cao, doanh nghiệp các nơi, các FDI vào đất nước chúng ta cũng nhiều, cho nên chúng doanh nghiệp trong nước cũng có những cái nguy cơ là thua ngay trên sân nhà. Chính vì vậy mà kiến nghị là cho doanh nghiệp có được một cái khoảng thời gian để củng cố thêm. Chứ năm nào chúng ta cũng tăng lương, có thể nói là trong 10 năm qua, năm nào khu vực doanh nghiệp cũng tăng. Và nhất là trong 5 năm qua, từ năm 2013 đến năm 2018 thì tăng mức lương trên 13%. Tại phiên họp, Bộ phận Kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương Quốc gia cũng đã đưa ra đề xuất mức tăng dung hòa để phía chủ sử dụng lao động và người lao động cùng tham khảo với mức tăng là 5,3%. Tính toán này dựa vào nhu cầu lương thực thực phẩm của người lao động, chỉ số giá tiêu dùng. Ngoài ra, theo Nghị quyết Trung ương 7, đến năm 2020, mức lương tối thiểu đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu nên lộ trình tăng đều chia cho mỗi năm 4%. Tuy nhiên, phương án này cũng không nhận được sự đồng tình của cả đại diện chủ sử dụng lao động và người lao động. Sau phiên họp thứ nhất, chưa tìm được tiếng nói chung. Dự kiến phiên họp thứ hai sẽ diễn ra trong cuối tháng 7. Thưa quý vị, những ngày qua chúng tôi đã có những ghi nhận tại các doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã chia sẻ những tác động của lộ trình tăng lương tới tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua. Doanh nghiệp lại tiếp tục lo lắng và quan ngại trước lộ trình tăng lương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận tiếp theo. Chuyên sản xuất xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đại diện doanh nghiệp này cho biết, với việc liên tục điều chỉnh tăng lương trong những năm gần đây, chi phí doanh nghiệp tăng cao và đơn hàng doanh nghiệp ngày càng mất dần vì không thể đàm phán với khách hàng. Cụ thể, từ đầu năm 2018 đến nay, doanh nghiệp đã mất rất nhiều hợp đồng vì không thể thống nhất về giá. Hay để có thể duy trì sản xuất, một số khách hàng doanh nghiệp phải ký hợp đồng với giá không lợi nhuận. Khách hàng của bên Thụy Điển, họ yêu cầu mình báo giá, lúc mình ghi vào báo giá họ tháng 5. Nhưng mà hiện nay họ quay lại, họ đi vào đặt hàng. Dĩ nhiên sau tháng giá cả chúng ta sẽ không đáp ứng được nữa. Tại chúng ta phải bắt được tăng cả khoảng trên 10%. Nhưng mà họ rất là thắc mắc, họ nói bây giờ tôi làm ngoại thương mà ăn báo giá kiểu này tôi làm được. Tại khi em báo giá tụi tôi phải đi chào khách ở bên kia, khi khách hàng thỏ thần cũng phải 2-3 tháng rồi, ăn lên giá kiểu này tụi tôi làm sao làm được. Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày qua, nhiều doanh nghiệp cho biết với mức lương tối thiểu hàng năm từ hơn 5% thì giá cả hàng hóa mà doanh nghiệp phải điều chỉnh vào khoảng 8 đến hơn 10%. Bởi khi mức lương tối thiểu tăng thì tiền đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo. Trong khi đó, mức đóng bảo hiểm xã hội đã được điều chỉnh tăng từ năm 2018, gánh nặng đổ dồn về doanh nghiệp. Hiện nay đó, thực sự cái lương cơ bản ấy, nó tăng ấy, thì thực sự nó không đáng kể. Phải thấy thì tăng 7%. Nhưng mà thực tế thì chúng ta không thể tăng 7% được. Thì tụi mình tăng là phải trên 10%. Nhưng mà ngoài cái lương trên 10% thì chúng ta tất cả bảo hiểm xã hội, y tế thì kèm theo nó tất cả là tới 32,5% và ảnh hưởng những cái giá thành khác, giống như những cái chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ. Đại diện Hiệp hội các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam quan ngại, với việc mức lương được điều chỉnh tăng liên tục trong những năm qua, theo lộ trình tăng lương đã tác động rất lớn tới tình hình đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp. Bởi hiện nay trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, giá cả hàng hóa mà doanh nghiệp đàm phán với đối tác rất khó lòng điều chỉnh tăng. Doanh nghiệp không thể ký hợp đồng dài hạn với khách hàng, nhiều doanh nghiệp mất đơn hàng từ những khó khăn này. Thực sự thì với cái tăng tiền lương tối thiểu của Việt Nam hiện tại trong 10 năm qua tăng tới khoảng 18,5%, thì nó làm với lại cái việc mà đóng bảo hiểm xã hội cao, cái tỷ lệ cao như vậy, nó là một cái gánh nặng cho doanh nghiệp và làm giảm đi cái sức cạnh tranh của mình trên thị trường thế giới. Chưa kể là cái tiền lương tối thiểu của mình nó cao hơn những cái thị trường kia. Thành ra nó làm giảm đi cái sự cạnh tranh của Việt Nam. Có một số các cái đơn hàng đã dịch chuyển về cái khu vực đó. Lộ trình về tiền lương
có lẽ là cũng phải để có một cái giai đoạn để cho các doanh nghiệp từ từ để mới thích ứng được. Chứ còn nếu như làm một cách nhanh quá thì có thể doanh nghiệp chưa đáp ứng được. Bởi vì nó phụ thuộc vào cái thị trường mà xã hội chấp nhận là các sản phẩm tăng giá thành với tốc độ nhanh quá thì thị trường không chấp nhận. Chính vì vậy mà cái sản xuất kinh doanh còn khó khăn. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh hiện nay, việc liên tục điều chỉnh tăng lương gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Bởi để cho ra một mức lương điều chỉnh hợp lý thì năng suất lao động là một trong những yếu tố tạo nên điều chỉnh đó. Tuy nhiên, năng suất lao động của nước ta hiện nay không tăng kịp với mức tăng lương và kém rất nhiều so với các nước trong khu vực. Cụ thể, theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới, năng suất lao động của Việt Nam năm 2017 chỉ bằng 7,2% so với Singapore, 18,4% so với Indonesia, 57,2% so với Philippines và chỉ bằng 8,1% so với Lào. Thì rõ ràng chúng ta mới thấy một điều là cái năng suất lao động chúng ta hiện nay là thấp. Năng suất lao động ta thấp. Các nhà tính toán về tiền lương họ cũng thừa nhận một điều là cái tốc độ tăng tiền lương nhanh hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Cũng theo các chuyên gia, hơn 10 năm qua, lương tối thiểu của Việt Nam đã tăng nhanh, trung bình mỗi năm tăng 2 con số, tăng nhanh hơn các nước trong khu vực, trong khi năng suất lao động thấp hơn các nước láng giềng. Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2015, tỷ lệ lương tối thiểu trên năng suất lao động đã tăng từ 25% đến 50%. Tại thời điểm này, Việt Nam đã cao nhất trong khu vực, hơn Philippines, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc. Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ này tiếp tục ở mức cao bởi mức lương tối thiểu lại tiếp tục điều chỉnh tăng, nhưng tỷ lệ năng suất lao động lại không được cải thiện. Nhắc đến tăng lương, đối tượng thụ hưởng là người lao động phải rất phấn khởi và vui mừng. Nhưng câu chuyện mà chúng tôi sẽ đề cập dưới đây lại đi ngược lại. Khi nghe đến câu chuyện tăng lương tối thiểu, người lao động lại tỏ ra lo lắng. Để có góc nhìn rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề tăng lương tối thiểu, chị Đinh Thị Hồng Hạnh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vui mừng vì kỳ vọng thu nhập sẽ ngày càng ổn định hơn. Tuy nhiên, bên cạnh sự phấn khởi, chị cũng không khỏi lo lắng. Chị cho biết, chị còn lo lắng bởi lương thực lãnh hàng tháng sẽ không tăng là bao, thậm chí có thể giảm. Mức bảo hiểm thì càng ngày càng tăng, mà lương thực lãnh hàng tháng thì nó ít hơn, nên là rất là gặp bảo hiểm nó tăng thì rất là gặp khó khăn trong cuộc sống. Mà lương thì lên ít mà giật giá thị trường nó lên cao hơn, đâm ra là công nhân rất là gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Hiện nay, đằng sau sự vui mừng khi kỳ vọng thu nhập sẽ tăng nhờ vào chính sách điều chỉnh lương hàng năm, hầu hết người lao động đều lo lắng vì cùng với việc mức lương tăng thì mức đóng bảo hiểm của cả doanh nghiệp và người lao động phải trích nộp hàng tháng cũng tăng theo. Theo đó, mức đóng bảo hiểm xã hội không chỉ là đóng góp của doanh nghiệp mà còn trích một phần không nhỏ từ lương của người lao động. Thêm vào đó, từ đầu năm 2018, mức đóng bảo hiểm xã hội đã tăng cao. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Vì vậy, khoản trích nộp cho bảo hiểm từ lương của người lao động là không nhỏ. Mong là mức lương sẽ được nâng lên thiếu nữa cho ổn định hơn như cái thu nhập hàng tháng của người lao động. Bằng cái mức lương tối thiểu, nhưng mà thực tế là người lao động á, mức lương tối thiểu tăng thì cái phần đóng bảo hiểm của công nhân nó sẽ tăng lên, nhưng mà cái mức lương thực tế thu nhập ở đây nếu nó không được tăng, mà cái tăng cái đó là chỉ đóng bảo hiểm, gây cái sự nhiều khi gây sự lo lắng cho người công nhân vì cái mức lương đóng nó, mức bảo hiểm nó đóng sẽ tăng lên đấy. Là 1/3 cái thu nhập của người lao động là phải đóng góp cho bảo hiểm xã hội và cho công đoàn. Thế vì vậy đây là cái mức đóng rất là cao và là một gánh nặng cho cả người sử dụng lao động lẫn người lao động. Thế vì thế, tức là mỗi một lần tăng lương tối thiểu là các doanh nghiệp là phải gánh thêm cái phần chi phí rất là lớn cho đóng bảo hiểm xã hội, và bản thân người công nhân cũng phải tăng thêm cái phần đóng bảo hiểm xã hội để trong cái phần thu nhập của mình. Thực tế, thời gian qua đã lý giải vì sao người lao động lại lo lắng khi mục tiêu cải thiện đời sống của họ đang được thực hiện. Người lao động cho biết, vấn đề cốt lõi là khi lương tối thiểu vùng tăng, mục tiêu cải thiện cuộc sống của người lao động đã không đi vào thực chất. Thời gian qua, người lao động đã không được hưởng lợi là bao từ chính sách này. Các doanh nghiệp thường trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng đã quy định và trả lương theo năng suất và hiệu quả lao động. Các khoản tăng thêm này được tính vào các loại phụ cấp. Khi lương tối thiểu vùng tăng, trong bối cảnh khó khăn, quỹ lương của doanh nghiệp không thay đổi, doanh nghiệp sẽ cắt giảm các khoản phụ cấp này.
Nên về thực tế, khi lương tối thiểu vùng tăng, nhưng thu nhập thực tế của người lao động lại không tăng. Cả doanh nghiệp đều mong muốn tăng thu nhập, nhưng với điều kiện năng suất tăng và doanh nghiệp phát triển. Người lao động tăng thu nhập thì ông chủ cũng phải giàu lên. Người lao động mà tăng thu nhập mà ông chủ mà nghèo đi thì người lao động không bao giờ vui, mà bản thân ông chủ đó sẽ càng ngày sẽ không còn sống nổi. Vấn đề thực chất ở đây tức là tại sao lại phải tăng lương tối thiểu cho người lao động. Và trên thực tế thì hầu như tức là các cái doanh nghiệp và những người sử dụng lao động đều trả lương trên cái mức lương tối thiểu mà nhà nước quy định. Thêm vào đó, lo lắng của người lao động còn ở thực trạng giá cả thị trường đều mấp mé tăng trước và sau khi tăng lương. Cái giá cả thị trường thì là khi cái mức lương tối thiểu nó tăng được 1 chẳng hạn, nhưng mà giá cả thị trường ở ngoài nó tăng lên gấp 10 lần thì đó. Nên là dù có tăng lên như vậy thì người sử công nhân như bọn tôi đây vẫn cứ lo lắng. Nếu chúng ta theo cái thuật ngữ về kinh tế lao động thì cái vấn đề tăng tiền lương nó không có quan trọng, mà vấn đề tăng tiền lương khi chúng ta tăng tiền lương về một số lượng tiền đó chỉ là tiền lương danh nghĩa, mà đời sống của người công nhân lao động muốn được đánh giá thì phải là tiền lương thực tế bằng tiền lương danh nghĩa trên chỉ số giá cả. Nếu chỉ số giá cả chúng ta thấp xuống mà tiền lương danh nghĩa tăng lên thì tiền lương thực tế tăng thì không có chuyện gì để nói. Nhưng mà cái thông thường thì chúng ta thường gặp phải là sau khi chúng ta tăng tiền lương hoặc trước khi tăng tiền lương thì cái mức giá cả nó lại tăng lên và làm cho cái đời sống người công nhân của chúng ta luôn luôn gặp phải khó khăn. Các chuyên gia quan ngại khi mức lương liên tục tăng, một lúc nào đó doanh nghiệp không còn gánh nổi mức phí này, dẫn đến khó khăn thu hẹp sản xuất, tiết giảm lao động. Khi đó khả năng mất việc của người lao động sẽ gia tăng. Cũng có nghĩa mục tiêu của tăng lương là đảm bảo quyền lợi cải thiện cuộc sống người lao động. Nhưng khi mức lương tăng quá sức doanh nghiệp thì hiệu ứng có thể đi ngược lại. Bởi khi doanh nghiệp không còn, người lao động mất việc thì mục tiêu này cũng sẽ không thể thực hiện được. Thưa quý vị, theo nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được tự quyết định thang bảng lương và mức lao động, được trả lương không được thấp hơn lương tối thiểu và thỏa ước lao động. Với tinh thần này, các chuyên gia cho rằng thời gian tới cần thúc đẩy cơ chế thương lượng tiền lương giữa người sử dụng lao động và người lao động. Nhà nước sẽ không can thiệp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp, ghi nhận những ý kiến sau về vấn đề này. Và bằng một cách cái thỏa thuận giữa người lao động và người chủ sử dụng lao động về cái mức độ làm việc, về thời gian làm việc, điều kiện làm việc và cái mức hưởng thụ, tức là mức lương mà người lao động được hưởng, thì chỉ có trên cơ sở đó, một cái danh mạch đó thì mới có tạo ra một cái sự nó gọi là minh bạch trong cái chính sách và trong cái việc trả lương và thu nhập của người lao động. Có lẽ rằng là chúng ta nên để cho doanh nghiệp họ quyết định nhiều hơn là chúng ta can thiệp quá sâu vào những cái hoạt động mà tôi nghĩ rằng là nó là thỏa thuận giữa người chủ và lao động với cả những người lao động. Bởi vì rằng là nếu như mà chúng ta mà cứ định kỳ, cứ hàng năm mà chúng ta tăng cái mức lương tối thiểu, tạo ra một cái gánh nặng rất lớn cho doanh nghiệp mà liên quan đến những cái vấn đề về phúc lợi xã hội. Cái việc mà giao chủ động vấn đề về quyết cho các chủ doanh nghiệp, tôi nghĩ đây một cái lộ trình tương đối là sáng suốt, bởi vì chúng ta hiện nay là kinh tế thị trường rồi. Các cái người lao động khi mà họ muốn tuyển dụng ở bất kể cơ quan nào, họ cũng muốn cái mức lương của họ là mức lương đàm phán, có nghĩa là họ làm theo đúng cái năng lực của họ đóng góp. Chứ nếu chúng ta cứ áp dụng theo cái mức lương tối thiểu thì đôi khi mà năng lực của họ rất là giỏi, đôi khi vào cái môi trường mà cứ áp dụng cái mức lương tối thiểu thì cái mà mức của họ đáp ứng lại thì không đáp ứng như cái yêu cầu của họ. Đúng, trong thị trường thì chúng ta đang có một cái thị trường lao động và tiền lương là cái giá cả của sức lao động, và tiền lương phải được căn cứ vào cái hiệu quả sản xuất kinh doanh, và chính vì vậy cho nên cái việc mà doanh nghiệp tự quyết định chính sách tiền lương trên cơ sở những quy định pháp luật cần thiết ấy, thì sẽ là một cái hướng đi quan trọng, và mọi nền kinh tế thị trường đều như vậy. Thì và tôi nghĩ là cái điều đó là một cái chủ trương rất là đúng đắn. Những ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.